Anh nào mua em đẹp không? Có. Màu mua đẹp. Ừ, anh thích màu này. Đây em đánh màu này nè, nhưng mà hết rồi. Chị mua cái mới. Thôi đi lại, em chẳng bao giờ kiểu mời với người yêu mua đồ này nọ cho mình đâu. Thì anh có bảo anh mua đâu, anh bảo anh tự mua rồi. Nhanh lên còn đi làm bà ơi. Khiếp. Đưa em hỏi xong. Ok. Anh nhặt. Không sao. Ủa, không sao á? Không sao. Đang chẳng mua em thoải mới. Rồi. Mau ăn luôn, mặc áo nhân viên bắt đầu đi làm rồi. Ok, này. Em mặc size gì đây? Size M. Size M, size M á? Sao size M bé nhỉ? Bé á? Vậy mà em béo á? Không. Cô đi. Cô mặc cái bánh kia này. Đây là tình yêu của anh, em sẽ ăn được. Nói câu này là đứa, đây là cái cuốn thứ 10 rồi đấy, nha. Đấy, đi làm kiểu này đấy. Em à? Ừ, anh bảo này. Anh dặn nào rồi phải nghiêm khắc với bạn ấy mà sao để cho bạn ấy lộng hành gì cơ? Thôi, để anh. Này, đi làm đi ăn. Anh đã bảo rồi, em là nhân viên ở đây, đã là nhân viên rồi, nhân viên không cần biết em là nghĩ yêu chủ tịch như thế nào. Ừ thì anh là chủ tịch ấy, nhưng mà đi làm cũng phải ấy chứ, vớ vẩn. Nhìn Trang à, nhìn Trang ơi, cười ít thôi tim anh đang rơi. Nhưng mà giấc mời em sang chơi, vợ tuổi anh nấu mời em Trang xơi. Đừng so sánh mình với ai, và đừng giận anh tới mai. Chỉ vì một chuyện nho nhỏ, em đăng ảnh 20 phút anh mới like. Và mỗi chiều bé đi học về, có rất nhiều chuyện muốn kể. Con kia nói xấu, con này môi chề. Anh bảo kém nhưng em đâu muốn nghe. Đôi khi anh không biết mình làm gì nên tội, chưa kịp giải thích đã bị giận dỗi. Người ta bảo là cưới một cô gái son khác hẳn, đánh son mà khác hẳn. Không cả không cả. Ôi, khiếp, lại còn hai son một lúc ạ. Sao lại cho hóa chất lên mù? Những cơ hội mà em đã đánh rơi, chẳng bao giờ đến thêm đôi lần sao không nghĩ tới. Vì anh chỉ có con tim thì chào em mất rồi. Ê anh có biết là nó rất là dễ hiểu không? Không. Nếu như mà bây giờ hiện tại anh cũng khó hiểu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh chỉ cần nghĩ theo một cách khó thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Hả? Nói gì hả? Anh khó hiểu cái sự khó hiểu đi thì nó sẽ thành dễ hiểu. Với em cùng đang thở chung một bầu.